của em múa cho mày xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh đang múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đầu trên trời. Nghe đâu hết rồi. Lên chạy ra. Chứ gì vậy đó? Tự nhiên là mày tao hẹn cái giờ mới lên. Rồi mày nói sao? Mày nói là có. Có 100% luôn. Sao sao mẹ? 100/200% luôn á. Sao sao? Làm gì có? Nhưng mà chịu vậy đó. Mày nói rồi đó. Nói mày không lẽ nói mày không nghe. Tao nói là nếu mà mày có mày đem ra tao mua mày 30 triệu. Mày đúng không? 30 triệu. Bây giờ mày có. Đây nè, tiền là con em đứng sẵn rồi nè bé à. Đâu? Nè. Rồi ông đợi tôi xíu đi. Sao mày vô chiêu trò với anh mình cũng qua không? Qua không? Cái gì vậy? Ở đâu ra vậy? Mày tưởng anh nhỏ, mày tưởng là anh con nít hả? Mày qua mặt anh hả? Chưa có mua không? Cái bình của mày bị bể, mày lấy mày dán lại mày bình đi. Bình đi bể ra. Mày nó chơi trò độc thiệt. Đâu mà Ê Linh, anh em ghê với thầy luôn mà. Cái bệnh bữa anh bị bể tích đó biết không? Nhớ không? Mày nhớ không? Nhớ mà. Mày cắn vào mẹ mày. Nắm gì? Thôi dục mẹ nó đi. Mày nó chiêu trò với anh biết không? Nó lấy cái bệnh này nè, nó dán cái đít lại. Nó xạo xạo anh, để nó để kể đầu đuôi cho anh nghe nè. Nó điện anh, nó kêu anh nó có cái bình nó bán. Thì cái bình hả? Nhưng mà cái bình này sao bể hả? Để cho anh nghe nó sao vậy mày? Để cho nó tôi tung la hoài á. Nó qua mặt anh. Người chết luôn, cái bình luôn 30 triệu mua vui không mộng anh. 30 triệu. Sao tự nhiên bình 30 triệu nó bể nha? Mà nãy giờ em hiểu chưa em? Anh biết liền, nó điện anh, cái nó nói anh Hùng em có cái bình nè, giờ anh mua nhiêu, thì anh nói thì giá 20 triệu đó. Còn thấy nó quay đồ mày đó. Đúng rồi. Để anh nói tiếp nè, cái nó nói nếu mà ai có thì anh mua 20, còn mà nếu mà thằng bé có nha, anh mua vốn cho mày luôn, anh mua 30, tại vì anh mua 20 về bán 30. Không có cái bình của ảo. Đúng rồi, anh mua 20. Giờ bảy bình luôn 30 triệu, luôn 30 triệu quá. Rồi này im đi, anh sẽ nói tiếp nè. Anh lấy cái bình bể của anh ngày hôm qua bị bể đít biết không? Cái anh dán cái đít, anh kêu anh bể gì nữa? Cái còn gì nữa? Anh cứ qua mày, thấy gì nữa mà nói vụ gì? Bán cho trong hụng á không? Anh em rồi. Chứ làm gì mày có? Chứ mà bà bảo nhớ lại. Nhớ gì nữa? Cái bình còn cái ngày qua cái mà cắn đầu dồn thảo đó. Bể kẹp kia nó dán đứt lại. Ông đứt rồi đâu? Sao ông sợ? Bây giờ nè, cuối cùng là cái bình bể của ông hay là cái bình của con Thảo? Ý là cái bình này nè, cái bình mà đang bể đây nè. Ừ. Là của cái bà nhớ ngày qua không? Biết rồi nhưng mà. Của gì mà bà chuột thân với tôi đó? Là cái bình của con Thảo. Con Thảo nó nói tôi là gì không? Bé giữ mẹ, khi nào Hùng lên bé bán được mẹ 20 triệu. Đúng rồi, thì đã nói rồi. Tôi mới điện ông. Tôi nói sao giờ có bình nào ông thâu không? Ông dám thâu 30 không? Anh tôi làm 10 triệu. Vậy là ông lấy cái bình Thảo. Để im mày, anh nói lúc ông đó cho. Ông bán qua cho ông Hùng. Đúng rồi, để anh khoan. 10 triệu nữa. Trời ơi, vậy cũng xạo ghê đúng không? Đây nè, để anh kể cho nghe. Anh nói là nó nói là anh em có cái bình. Anh nói mày làm gì có. Nó nói tôi biết sao tôi có thôi. Tôi nói nếu mà mày có anh mua 30 triệu luôn. Nó thì cái bình cũng thảo lắm. Bắt đầu cái xong anh lấy cái bình cũ của anh mà bị bến đó. Anh dán lại mày. Anh dán lại. Ông là bà
mày nhớ cái bình bữa nó bị bể đứt không? Không. Anh biết chắc luôn. Nó bắt đầu nó dán cái đứt lại. Ôi nãy nó đưa con rõ ràng. Mới đứt đất rồi mới hết hồn. Rồi nó dán cái bình lại. Mới biết không? Nó dán cái bình lại xong rồi nó ra nó đưa anh cái nó giả đò. Cứu mẹ, cái anh em giả đò ai xuyên mỹ vậy luôn ra. Trời. Ông chứ giả đó. Anh biết chắc luôn nè, anh biết chắc không bao giờ nó dán được cái bình này. Cái bình này là cái bình bể, ông dán lại. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì em biết sao, em biết sao mà anh nói với nó là 30 triệu luôn không? Anh biết chắc là không bao giờ nó có cái nữa. Tại vì cái này cô, cái này là là cô Nguyễn Thảo nó bỏ con ngắn trong cái bình nè. Sao sao mày, nó sao sao nó giả nè. Nó chiêu trò với anh. Mày đừng có qua mặt anh bé. Tôi nói thiệt luôn, cô gái này đúng là của Nguyễn Thảo nè. Vậy thì mày đợi nó làm gì làm. Anh chưa có bóc tới. Anh chưa có đụng tới. Bây giờ tôi... Ông người muốn. Thôi để tôi gọi con Thảo là tôi biết cái bình của ai. Để tôi hỏi con Thảo. Anh chuyện mày chiêu trò với anh. Rồi chiếc này là... Em khẳng định em gọi con Thảo luôn. Con có đúng cái bình này của con Thảo hay của nó? Anh chắc là của nó. Chắc gì lắm trời. Nó lấy cái bình. Nó lấy cái bình đại khỏe. Chết rồi anh Hùng ơi. Mượn điện thoại được không? Quái con này, con ngày nào nó cũng mượn điện thoại này, cứ bị cầm à. Điện thoại không hết tiền. Lẹ đi, để tôi gọi nó coi. Em gọi nó. Tôi kêu nó lên luôn. Tôi kêu nó lên. Hỏi ra là biết là cái bình này của con bé chứ không phải của con Thảo nữa. Bây giờ tôi kêu con Thảo lên ba mặt một lời. Bình này của con Thảo nó bỏ gắn chưa nè. Tôi cũng không tin năm luôn, tôi cảm thấy là ông gạt ông Hùng. Vừa 30 triệu cho ông Hùng. Đi lên nhà chị liền đi. Đi lên lẹ đi thẳng vô nhà anh bé liền luôn, có chuyện gấp lắm. Chuyện này là mày tiêu rồi, mày với ông bé là tiêu hết luôn rồi. Đi lên lẹ đi, lên liền nha. Lẹ lên. Anh bài với em là bây giờ anh bài với em luôn là cái bình này thằng bé nó chơi chiêu với anh thôi. Là chơi chiêu gì? Sao tôi chơi được? Lại đi, xong luôn rồi. Sao tôi chơi chứ được? Ý là anh biết là không bao giờ kiếm được cái thứ hai. Vì gì hàng này là hàng hiếm, hàng đột biến rồi, đúng không? Với lại làm gì mà Thảo tôi đi đưa cho bệnh cho ổng chi? Con Thảo nó hồi dậy quá là ổng nhớ hả? Thôi bây giờ đừng có ông sầu. Ông cậu chạy tiếng xấu rồi tôi nha. Không có chạy tiếng xấu gì hết. Lát chờ con Thảo tới, ba mặt một lời là biết liền. Nó vô là nó tới là biết. Tới cái gì? Con cái này tôi nghi Nguyễn Thảo đi chơi nó bỏ con gái muốn nói vô nè. Trời ơi, làm mỏi thì đã vừa quay qua đỡ thù con Thảo nữa. Cái gì mà cậu em dữ vậy? Đừng xỉu cái bình của mày á, ông Hùng trả 30 triệu. Trời ơi, nó mời cái bình bà đó. Tự nhiên gửi. Mà kêu cả lấy cho bộ mày chồng đó. Tự nhiên gửi. Đó, mời đi. Cái vợ bé là mời bình nha. Ông bé đập cho bình mời. Giờ với mình. Bây giờ có ai lên chăng nữa. Không phải anh làm bẫy, thằng bé làm bẫy. Ông Hùng có ai lên chăng nữa. Tụi mày bình đi không mời nha. Thì mày buông tay ra. Nhưng mà sao không chụp? Tự nhiên nó buông tay ra nó bể cái đã. Giờ không, tôi thấy ông cầm ông gai ngay tôi cỡ. Tung bả. Quý nó bả vô lùng đi làm trước nha. Sao chỉ vậy? Đập xuống cái bùm. Đừng chạy nó chạy. Cái bình này con Mỹ Thảo nó bỏ. Quý con cắn vừa cầm nè. Cái bình này bỏ rồi nào. Em gọi con cắn của bà là như vậy. Con cắn bà bữa bà nhét tôi á. Con cắn này nó phải của em đâu. Nó màu đen mà. Chỉ cái con cắn. Con cắn sao nữa? Con cắn mày màu xanh với bộ. Đúng rồi. Bữa con rắn của em màu xanh, còn con rắn này là nó. Con rắn này là của nó bỏ vô luôn. Đúng rồi. Anh tính đổ thừa anh biết không? Anh tính đổ thừa anh. Ông tào lao sao tôi dám bỏ rắn của mày vậy? 30 triệu. Ở nhà anh bé sao anh bỏ rắn cho được? Bây giờ im đi. Nhưng mà con rắn phải mua quỷ thảo không? Em đã gửi cái tiền từ đầu em. Anh nói để nói cho nghe nè. Thằng này nó mua mô đúng không? Nó mua mô cái nó điện thoại anh. Anh biết chắc là nó không bao giờ nó có cái bình thứ hai, tại vì bình. Có cái bình quỷ thảo đó. Mày im để tao nói. Bây giờ nó biết cái bình này đột biến, anh biết mà không có bao giờ có thứ hai. Anh mới gọi điện anh, nếu anh nói anh Hùng em có cái bình giờ anh tính giá nhiều. Anh nói nếu mà mày có tao mua mày 30 triệu. Anh biết chắc. Đúng rồi, ông nói 30 triệu. Anh biết chắc nha, anh lấy cái bình bể đít của anh á, anh dán lại. Trời ghê lắm, ông đầu lắm, lý do mày không? Mày nói với ổng á là trả lại cái bình cho rồi, mày. Rồi xong rồi, xong rồi. Cái đem ra bây giờ anh nói bình Thảo.
Bình Thảo thì mày đền Thảo 30 triệu. 30 triệu. Tao hiểu gì vậy? Bình tụi lưng lá, tụi hiểu gì vậy? Bây giờ vậy nè, một là đền Thảo 30 triệu, hai là đem cái Bình Thảo ra trả cho nó đi. Mà đòi Bình không cái Bình của Thảo nè, giờ trả cái Bình, đem Bình nó đâu ra nữa mà trả nó. Trả cho ông Thảo 30 triệu. Dạ, 30 triệu đi nha, em lấy cái Bình là bởi rồi. Tiền không trả, chứ cái nợ nữa. Ai gài hiểu khổ sao giùm chị? Cái này rắn nhà làm sao em bỏ vô được? Ủa, ngộ quá. Cái này rắn nhà. Rắn, rắn của Thảo màu xanh kia mà. Rắn bay màu xanh chứ bộ. Để bỏ nó đi. Rắn màu đen phẩm nè. Rồi, không có tiền đền giết kia nợ nữa. Trời ơi. Mày nói sao nữa. Rồi, không có tiền đền giết kia nợ nữa. Trời ơi. Nói sao nữa. Ông ngủ không? Ông có giết kia tụi á. Tôi đem mình cho chó coi mà. 30 triệu, 20 triệu với chị Linh nữa là 50 triệu. Anh tính chuyên chơi chiêu trò nè. Anh chơi của mình, anh dán đích là anh bán cho anh phải không? Ghê. Ủa, anh muốn Thảo không ư? Rồi. Mình Thảo thì đền Thảo đó. Bây giờ là đền đi nè. Thấy không? Nãy giờ anh vậy là cái Bình của em 50 triệu đó. Bây giờ anh hỏi hai ba con là anh nói là Bình Thảo liền. Anh chỉ gì 50 triệu anh ơi. Thì anh Hùng mua 30. Ông mua ông bà nào vậy? Bà nó là nữ mua bán ông 70 à. Thì anh Hùng mua 30. Chị Linh đâu có 30. Không, là 30 à, có 30 à. Tự nhiên tính tài dữ à, tính tài dữ à. Anh gian được rồi. 30 gì, 30 gì? Thì anh mua 30 triệu đó. Cái đó là ông mua tôi. Nhưng mà bây giờ nè. Nhưng mà cái giá của nó là 30 triệu. Nhưng mà con Thảo nuôi nhờ con bán vô cho ông 20 à. Dạ. Mà bây giờ Hùng mua con Thảo. Cái Bình là 30. Anh nói với em là ba đứa em giải quyết làm gì làm nha. Anh không có trách nhiệm. Thằng bé nó làm bể đền nó. Ôi 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 cứu này thấy là đứa rồi. Cô không chịu trận đó. Không có Bình đền nó về luôn hả? Đó, nó giết cái nợ với hai đứa em làm gì làm. Mày bây giờ giết cái nợ cho Thảo đi. Ký vô cả. Mẹ hỏi là ký bảo hàng cho tao. Nhanh lên. Tự nhiên. Không cho anh đem cái Bình cho con Bảo. Lẹ lên, không biết rõ tụi làm bể của mình của em rồi đó.
Bận gì đâu á. Ở dọn đi anh, bây giờ đây bye bye. Nếu mà quên nữa là mang một ngồi lại học đấy. Còn tiền này chị nào trả? Tiền bình này chị nào trả cho em đây? Chị nào có rồi trả. Bây giờ cho anh thời hạn nha. Nếu mà lâu quá là kêu má hai giết vé bán không nữa nha. Mày làm mấy năm vậy hả? Mày tôi đâu có yêu tôi làm đâu. Chứ cái bệnh này hả hết mấy chục triệu rồi. Giờ không giải quyết sớm làm kêu má hai hả cứ vé bán không mấy triệu rồi nha. Đang gì chú Yeah.